Chào các bạn, và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng quay trở lại với ngày tận thế zombie nha. Thì hiện tại là mình đang đi về vùng quê bất ổn để giải cứu mọi người nha các bạn. Wow, các bạn nhìn kìa, phía sau lưng mình zombie quá trời luôn các bạn ơi. Ngày hôm nay thì mình sẽ không sinh tồn nha các bạn. Ngày hôm nay thì mình sẽ đi giải cứu tất cả mọi người còn sống sót lại sau cùng sau trận đại dịch zombie này ha. Các bạn nhìn kìa, zombie phía sau lưng mình 1, 2, 3, 4. Quá trời luôn các bạn ơi, mình đếm không xuể luôn á. Cái gì mà nhiều dữ vậy? Mình nhớ là ngày hôm trước zombie đâu có nhiều đến như vậy đâu. Tại sao ngày hôm nay zombie nhiều dữ vậy ta? Rồi mọi người ơi, từ từ thôi nha mọi người, từ từ thôi nha mọi người. Mình vừa nhận được một cái tín hiệu, hình như là ở khu vực nhà ngoại đến đây các bạn. Có hai tín hiệu cầu cứu ha. Bây giờ mình sẽ chạy đến đó để mình xem thử nha. Không lẽ là bà ngoại Danny với ngoại Ramba ta? Nào, người anh trai, bắn đi người anh trai ơi. Các bạn thấy người anh trai đi chung với mình cầm một súng MG sấy ghê cho các bạn. Và đây là con xe ngày hôm nay mình sẽ đi giải cứu mọi người này các bạn ơi. Con xe này đi được nhiều người lắm nha. Rồi mọi người, xuống đây tấn công zombie đi mọi người ơi. Đây các bạn nhìn nè, mình được trang bị một khẩu súng lửa nha các bạn. Đâu rồi, súng lửa. Đó các bạn. Các bạn thấy những người anh em của mình có súng lửa bắn ghê chưa? Ơ mọi người ơi, có zombie mọi người. Nhưng mà bắn né xe của mình ra nha. Cái chân nổ xe của mình đó. Rồi luôn. Ý. Những người đồng đội của mình, những người anh em của mình, nào mọi người ơi, coi chừng mọi người biến thành zombie đó nha. À may quá các bạn ơi, anh trai kia không sao. Được đó mọi người ơi. Mọi người coi chừng zombie nha, mọi người coi chừng zombie nha. Zombie đây là hơi bị dữ đó các bạn. Ơ sao kỳ vậy, các bạn nhìn nè. Mình cầm súng lửa mình bắn, mà sao không trúng con zombie này? À, mình bắn tầm gần nha các bạn. Mình bắn tầm xa là nó không bị ảnh hưởng các bạn ơi. Khẩu súng lửa này, cái gì mà cùi mía như vậy? Vậy mà hồi nãy mọi người trong khu quân đội báo với mình là khẩu súng này mạnh lắm nha các bạn. Không ngờ nó đúng cùi mía luôn đó. Đúng rồi mọi người ơi, tấn công những con zombie đi mọi người, tấn công những con zombie đi. Khẩu súng lửa này cùi mía các bạn ơi. Mà hiện tại chỗ này thì bây giờ zombie quá chừng luôn. Rồi mọi người, lên xe thôi mọi người, lên xe nhanh lên đi mọi người. Chúng ta không chống cự lại zombie rồi các bạn. Zombie khá là đông luôn ha. Chúng ta chống cự không lại rồi. Lên xe mọi người ơi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi đây nha. Ơ, dường như có một nhóm người đang cần mình giúp đỡ thì phải. Ở bên phía tay phải mình đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ chạy đến chỗ đó để giúp đỡ mọi người nha. Nào mấy anh trai ơi, bấm chắc vào. Đoạn đường này khá là sốc luôn đó. Wow các bạn nhìn nè, chiếc xe của mình dáng của nó là dáng off-road nha các bạn. Nó chạy đường này phải nói đúng phải luôn đó. Cố lên. Phía trước mặt mình thấy dường như là có 4 đến 5 người nha các bạn. Bay qua luôn nè, đó các bạn. Xe off-road gầm cao gì mà chán ghê luôn á. Chỉ có một đoạn đường như vậy thôi các bạn, mà băng qua cũng không được nữa là sao. Rồi các bạn ơi, ở đây có mấy người cầu cứu mình nè. Bây giờ mình sẽ đi giúp đỡ mọi người nha. Ơ, sao ai ngồi xuống vậy? Hồi nãy là xe mình đi 4 người nha các bạn. Ơ anh trai đó bên sao vậy ta? Tự nhiên anh té xuống rồi các bạn. Leo lên xe nhanh lên đi anh trai ơi, có zombie. Này thì zombie nè. Được rồi anh trai ơi. Lên xe nhanh lên đi anh trai. Anh đứng cái nhìn cái gì đó các bạn ơi. Zombie bây giờ tấn công mọi người quá chừng luôn rồi. Đó. Mình thấy rồi các bạn. Nào mọi người ơi, mọi người cần mình giúp đỡ đúng không? Mọi người đi theo mình nè. Bây giờ mình sẽ giúp đỡ mọi người luôn nha. Rồi, khẩu súng lửa. Đúng rồi. Mọi người ơi, tấn công mấy con zombie đi. Này thì zombie nè. Rồi, anh trai. Xong luôn các bạn. Mình bắn súng lửa sao mà trúng anh trai rồi. Sorry anh trai nha. Còn anh trai nữa, khẩu súng này nó cũng khó điều khiển quá các bạn. Mình bắn không quen á, là mình tầm bắn trúng mọi người không à. Được rồi các bạn ơi, anh trai này đã trở thành đồng đội của mình rồi. Con xe của mình là đi được 6 người nha các bạn. Hiện tại bây giờ thì đội của mình có 4 người rồi các bạn ơi. Anh trai kia nó là 5, và anh trai này nữa sẽ là 6 nha. Ông bà ngoại Danny thì mình sẽ tính xa các bạn. Hiện tại bây giờ ở đây có bao nhiêu người thì mình sẽ cứu hết tất cả mọi người luôn nha. Một chút nó mà ngoại Danny có gì cho đu cầm cũng được nữa các bạn. Cho đu cầm hoặc là đu gầm xe của mình nha. Đó, phải như vậy chứ. Rồi mọi người ơi, tấn công con zombie nè mọi người. Mình sợ bắn trúng xe mình quá các bạn ơi. Bắn trúng xe mình, xe mình mà nổ một cái một thôi là mình không có xe chạy luôn đó. Hiện tại bây giờ dùng cái bất ổn, mọi người đều biết là zombie hết rồi các bạn. Cho nên là sẽ không có ai sửa xe nè, với lại là không có ai bắn xe cho mình đâu nha. Tự thân vận động đó các bạn ơi. Cố gắng là mọi người, gọi luôn.
khẩu súng này bóp á các bạn. Bắn trúng tùm lum tùm la à. Mình á thì bắn trúng anh trai kia, còn những người đồng đội của mình á thì bắn trúng hai anh trai kia nha. Khẩu súng này bóp á các bạn ơi, bắn đúng khó chịu luôn á. Bắn không quen toàn trúng mọi người không à. Zombie nè, zombie nè. Rồi bây giờ mình sẽ chạy lại phía cây cầu nha các bạn. Cây cầu gần nhà ngoại Danny. Rồi rồi rồi, sắp đến rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đi trên đường ray xe lửa hả ta? Mình thấy là đi trên đường ray xe lửa nó khá lõm luôn các bạn. Mình đi ở dưới đây á, mình sợ mình gặp mấy con zombie chúa quá à. Mấy con zombie chúa hơi bị ghê đó các bạn ơi. Mình chống không lại tụi nó đâu. Rồi phía trên đây, phía trên đây. Hả? Không có rồi các bạn ơi. Không lẽ tín hiệu đó là tín hiệu giả hay là sao ta? Mình nhận được hai tín hiệu luôn đó các bạn. Hai tín hiệu cầu cứu mà. Nhưng mà tại sao mình nên đến cái cầu ở gần nhà ngoại Danny rồi mà không thấy ai hết? Có phải cái cầu này không? À đúng rồi các bạn ơi, mình thấy rồi, mình thấy rồi. Đây là các bạn, cây cầu trong khu vực nhà ngoại Danny nha. Mình thấy có hai người đang cầu cứu các bạn ơi. Không biết có phải là bà ngoại Danny hay là ngoại Rambo là không nữa. Hả các bạn nhìn kìa, Lâu Bunga và Smeller hả? Hai thanh niên này tạo được tín hiệu cầu cứu giả rồi các bạn ơi, để lừa tụi mình đi đến đây để tấn công tụi mình nha. Hai thanh niên này vừa trốn thoát ra khỏi bách trung đó các bạn. Hơi bị ghê luôn. Này nha, Obunga nha. Obunga phiên bản Slenderman nè. Và đây chính là Smiler nha các bạn. Ui các bạn nhìn kìa, Obunga với là Smiler. Hả? Cái gì mà China dữ vậy? Mới bắn súng điện có một hay phát thôi các bạn. Mấy thanh niên này xẻo rồi. Đã yếu mà còn ra gió nữa chứ. Mình tưởng đâu ghê lắm. Obunga này yếu ghê luôn các bạn ơi. Zombie nè, bắn súng điện nha. Find the hole. Được rồi các bạn ơi, mình sẽ tặng cho mấy con zombie một quả lựu đạn. Đó, zombie nè. Tuy là zombie nha các bạn, nhưng mà thấy lựu đạn á, khôn lắm các bạn ơi. Né ra liền luôn á, sợ lựu đạn nổ trúng nó mới ghê chứ. Zombie nè, IQ hơi bị cao đó các bạn. Zombie nè, zombie nè. Rồi mọi người lên xe thôi mọi người ơi. Bây giờ chúng ta sẽ tiến vào khu vực bên trong nhà ngoại Danny để cứu ông ngoại Demba và bà ngoại Danny nha các bạn. Không biết là ông ngoại Demba và bà ngoại Danny có ở nhà hay là không nữa. Rồi vai cô. Ơi con zombie kia. Nghĩ sao vậy? Xe của mình là xe bọc thép đó nha. Đừng ở đây cắn mình hả? Cắn vào một cá một đi. Gãi răng thì đừng hỏi tại sao nha. Xe bọc thép mà thanh niên zombie đòi cắn mới ghê với các bạn. Thanh niên zombie này chán thật sự luôn đó. Đây các bạn nhìn nè, zombie này IQ hơi bị cao các bạn ơi. Đó, zombie nha, nhưng mà liền lựu đạn các bạn. Thấy lựu đạn cái hả, cái gì vậy? Đó các bạn thấy không? Thấy lựu đạn nổ cái bay ra liền các bạn. Zombie IQ gì mà cao dữ vậy? Này thì zombie nè, này thì zombie nè. Ôi các bạn nhìn kìa, zombie rớt xuống kia quá luôn các bạn. Mình không đụng luôn nha các bạn. Zombie nhảy cầu các bạn ơi. Đâu rồi? Lúc nãy mình vừa thấy có mấy con zombie nhảy xuống cầu mà. Sao mình chạy lại tụi nó mất tiêu rồi các bạn. Rồi, để phòng ngừa Obunga và Smeller tỉnh dậy thì bây giờ mình sẽ tặng cho... Ui zombie. Zombie nè, chạy lại gần mình đi. Zombie nè, chạy lại gần mình đi. Đó, mình sẽ đặt bóng bơm kích nổ từ sau luôn các bạn ơi. Phòng ngừa trước cho chắc ăn nha các bạn. Nhiều khi mình chạy đi rồi hai thanh niên này hồi sinh rồi tấn công tụi mình, lúc đó thì mình không biết phải làm sao đó các bạn ơi. Đó, để phòng ngừa thì bây giờ mình sẽ tặng cho mấy quả bom kích nổ từ xa nè, cho nổ luôn nha. Rồi mọi người ơi, lên xe thôi mọi người. Bây giờ tụi mình sẽ cùng nhau tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đi giải cứu nha các bạn. Nhiệm vụ chính ngày hôm nay của tụi mình đó chính là nhiệm vụ đi giải cứu nha, chứ không phải là sinh tồn đâu. Rồi, có bọn Meriwether xuất hiện ở đây luôn hả? Nhưng mà mình không sợ bọn Meriwether đâu các bạn ơi. Bọn Meriwether mà chống đối với bọn mình thì chống nó làm sao lại. Xe của mình là xe bột thép mà, tụi mình hơi bị mạnh luôn á nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào bên trong nhà ngoại Danny nha các bạn. Mọi người né sang một bên mọi người ơi. Mọi người né sang một bên mọi người ơi. Ông ngoại Ramba, bà ngoại Danny. Không biết ông bà ngoại có ở nhà hay là không nữa. Không chừng cũng bị biến thành zombie rồi các bạn ơi. Đây rồi, đây rồi. Chúng ta đã đến nhà ngoại Danny rồi các bạn ơi. Hình như là ở đây có một nhóm người đang cầu cứu nè các bạn. Hello, chào xin, ở lộn xin chào mọi người. Mọi người có thấy ông ngoại Ramba và bà ngoại Danny của mình ở đâu không? Mọi người ơi, sao mọi người bắn súng tùm lum tùm la vậy? Không lẽ là bà ngoại Ramba, bà ngoại Danny và ông ngoại Ramba đã biến thành zombie hết rồi các bạn? Vậy thì bị căng đó nha, zombie chúa đó các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ chạy đi một vòng xem thử nha. Rồi luôn các bạn ơi, ở trong khu nhà bà ngoại Danny hiện tại bây giờ thì không có ai nha các bạn ơi. Có thể là ông ngoại Ramba và bà ngoại Danny đã biến thành zombie rồi.
Mọi người ơi, chỗ đó có một căn nhà đó, mọi người cứ chung vào đó, mở ngăn nắp đi nha. Bây giờ tụi mình sẽ cùng nhau tiếp tục thực hiện thêm nhiệm vụ giải cứu nữa nha các bạn. Chỗ này an toàn rồi các bạn ơi. Mọi người có thể sử dụng căn nhà của ông ngoại Dan Ba và bà ngoại Danny để trú ẩn trong đó ha. Ngôi nhà đó an toàn rồi các bạn. Nào là bẫy nè, vũ khí nè, đủ thứ các kiểu có là điệu luôn. Rồi rồi, mình vừa nhận được thêm một tín hiệu mới nữa các bạn. Và tín hiệu này xuất phát từ khu bãi phế liệu sân bay nha. Chỗ đó lại có thêm hai tín hiệu cầu cứu nữa các bạn ơi. Là ai vậy ta? Hai tín hiệu này khá là lạ luôn các bạn ơi. Lúc đầu mình nhận nhiệm vụ á thì không có hai tín hiệu này nha. Nhưng mà tại sao đột nhiên bây giờ hai tín hiệu này nó lại xuất hiện ta? Bãi phế liệu máy bay nha các bạn, chứ không phải là bãi phế liệu sân bay. Bãi phế liệu sân bay thì nó xa lắm các bạn. Nó nằm ở tận trong thành phố lận. Còn chỗ này là bãi phế liệu máy bay nha. Nó ở vùng quê bất ổn các bạn ơi. Cái bãi phế liệu này khá là lớn luôn. Mình nhớ bình thường là ở quanh khu vực đó có ai sinh sống đâu ta. Tại sao bây giờ mình lại nhận được thêm hai tín hiệu cầu cứu nữa các bạn? Mình nghi ngờ quá. Bây giờ toàn tín hiệu ảo thôi các bạn. Ngày tận thế đến nơi rồi. Zombie nè, rồi những con quái vật trong bedroom nè, trốn thoát ra ngoài rồi các bạn ơi. Và những con quái vật đó đang đi tấn công mọi người luôn nha. À mình chợt nhớ ra, hình như là gần ở đây có một cái tiệm tạp hóa này các bạn. Sẵn tiện thì mình vào đây mình sẽ lấy nước uống và bánh luôn nha. Mình chỉ lấy nhanh thôi các bạn chứ không phải sinh tồn đâu. Hiện tại bây giờ thì bốn người anh em của tụi mình đang rất là đói và khát rồi. Nào mọi người, đi vào đây nhận đồ thôi mọi người ơi. Tranh thủ nhanh lên nha mọi người, chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Rồi các bạn ơi, nào lấy đồ. Được rồi. Các bạn nhìn bộ đồ của mình đẹp không? Bộ đồ của mình á là đúng chất ngày tận thế luôn các bạn. Đó, bộ đồ phòng chống dịch bệnh nha. Rồi mọi người ơi, cẩn thận nha mọi người. Có cả mặt nạ dưỡng độc nè các bạn, rồi bình dưỡng khí nè, rồi bộ đồ bảo vệ nữa nha. Mọi người né sang một bên đi mọi người. Mọi người cho mình lụm đồ chứ. Cái gì vậy? Mọi người cứ đứng gần không các bạn. Mình lụm đồ không có được. Rồi, sử dụng đồ nè. Sử dụng đồ nè. Được rồi các bạn ơi. Sức khỏe của mình đã được hồi phục rồi. Những người anh em của mình cũng đã hồi phục luôn rồi ha. Rồi những người anh em ơi, ở đây có trái cây nè. Lại nhặt đi mọi người. Xong rồi sau đó chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện nhiệm vụ giải cứu tiếp theo. Xong nhiệm vụ giải cứu này thì tụi mình sẽ quay trở lại khu quân đội nha các bạn. Coi như là nhiệm vụ của tụi mình đã hoàn thành. Rồi nhanh lên đi mọi người. Đồ thì có bộ đồ màu đỏ này các bạn, với lại bộ đồ màu vàng nha. Nó là như vậy thì các bạn, chứ không phải là phân biệt đẳng cấp hay là gì đâu các bạn ơi. Tại vì hết đồ đỏ rồi cho nên là mình mặc đồ vàng nha. Chứ đồ nào cũng như vậy thôi các bạn, chứ không phải là đồ đỏ cấp trên mà đồ vàng cấp dưới đâu nha. Cùng cấp như nhau thôi các bạn. Rồi mình đã tiến đến khu vực bãi phế liệu máy bay rồi các bạn ơi. Đây các bạn nhìn nè, bãi phế liệu máy bay này khá là rộng lớn luôn đó. Wow, một chiếc máy bay bị hư nè các bạn. Chiếc máy bay này mình đem về Việt Nam mình bán giá chai hơi bị nhiều tiền đó các bạn. Các bạn nhìn nè, cái đầu máy bay khá là to luôn nha. Đó, cái đầu này á chắc cả mấy tấn quá các bạn. Bán da chai phải nói đúng nhiều luôn đó nha. Bán da chai nguyên thân máy bay luôn các bạn. Wow. Nhưng mà đây là bãi phế liệu rồi các bạn ơi. Mình vào đây mà mình chôm chĩa cái gì á, mọi người sẽ đánh mình nha. Rồi mọi người ơi, ai cầu cứu mình đâu? Ui, cái gì vậy? Sao xe của mình nổ rồi? Hả các bạn nhìn kìa, phía trên kia, ai vậy? Lại là Obunga. Nhưng mà lần này Obunga mặc bộ đồ hồng BD nha các bạn. Obunga này mình dám chắc với các bạn là BD đi chắc luôn á. Chứ không phải như là con ra vàng hôm qua đâu nha các bạn. Rồi luôn, bắn nổ xe mình rồi. Obunga này ghê dữ vậy. Này thì Obunga nhá. Tại sao lại dám bắn nổ xe mình? Obunga này, Smiler nè. Này nhá, Smiler nhá. Obunga nhá. Dám bắn nổ xe của mình nè. Obunga này ghê quá các bạn ơi, các bạn nhìn kìa. Mình cầm khẩu MP40 rồi đâu con ra. Mình bắn mà không suy nghĩ nhầm nhò gì luôn các bạn. Đúng rồi mọi người ơi. Mọi người bắt Obunga đi. Còn Obunga có khẩu súng của con hành tinh này các bạn ơi. Cũng may là bộ đồ của mình được thiết kế đặc biệt nha các bạn. Chứ thông thường đó, khẩu súng của hành tinh là đúng mạnh luôn đó các bạn ơi. Ui, zombie. Zombie lại đây tấn công rồi các bạn. Nào mọi người, lên đây nhanh lên đi. Obunga này nha. Mạnh quá các bạn ơi. Mình bắn hết sọt Obunga liên tục luôn nè. Mà các bạn nhìn kìa, Obunga không sao luôn. À, phía bên đây Smiler là xuất hiện rồi các bạn. Này nha, Smiler nha. Mình sẽ cầm cái gậy cảnh sát mà đánh luôn các bạn. Này thì Smiler nè, đồng bọn với Obunga hả? Smiler nè, gọi là một cắn rồi các bạn. Hả, chưa đai hả? Ghê dữ vậy.
Này thì Smiler nè, nhưng mà Smiler này hiền hơn Omonga các bạn ơi. Omonga hơi bị ghê luôn á, zombie hả? Mình cầm cái gậy cảnh sát, mình bắn nè, mình đánh nè, mình đánh nè. Ghê quá các bạn ơi, các bạn nhìn kìa. Những người anh em của mình cầm súng lửa bắn Omonga, mà Omonga không sao luôn. Ui cái gì vậy? Smiler chưa đai các bạn ơi. Mình tưởng nó là Smiler đai rồi chứ, không ngờ không đai luôn các bạn. Còn đây nha, Omonga nha. Ui các bạn ơi, Omonga này sử dụng siêu tốc độ rồi các bạn ơi. Chạy cực kỳ nhanh luôn nha, chạy cực kỳ nhanh luôn nha. Mọi người ơi, lại đây mọi người. Mình không biết là mình có được trang bị khẩu súng ngoài hành tinh hay là không nữa. Để mình xem thử nha các bạn. Khẩu súng người ngoài hành tinh, khẩu súng ngoài hành tinh. Có đây các bạn ơi, solo với mình nè. Mình cũng có khẩu súng ngoài hành tinh nha. Omonga đâu rồi bạn? Mình có khẩu súng ngoài hành tinh luôn nha, bạn đừng có nhờn với mình. Này thì Smiler nè, bấm một cắm thôi các bạn ơi. Smiler xỉu luôn rồi kìa. Khẩu súng này rất là mạnh nha các bạn. Omonga nè, các bạn nhìn nè, mình sử dụng khẩu bazooka đó, mình bắn liên tục luôn. Đó bạn thấy không, mình bắn liên tục luôn nè. Nhưng mà Omonga không sao nha các bạn, thậm chí còn không té luôn. Đó, Omonga chỉ như vậy thôi các bạn ơi. Còn bây giờ mình sẽ sử dụng khẩu súng cưỡng của hành tinh nha. Thì các bạn nhìn nè, Omonga cũng phải té đó các bạn. Như là chứng tỏ khẩu súng của hành tinh này trị được Omonga rồi các bạn ơi. Còn zombie, ui các bạn nhìn kìa, bấm một phát vào thôi, zombie té lăn lộn mấy chục vòng luôn. Zombie nè, khẩu súng này phải không các bạn ơi? Zombie nè, đó các bạn thấy không? Zombie té quá chừng luôn các bạn. Ui, Omonga đâu? Omonga nè, dám tạo ra tín hiệu giả để lừa gạt tụi mình hả? Tưởng đâu tụi mình yếu lắm hay là sao? Tụi mình được trang bị bộ đồ này chứng tỏ là tụi mình không phải bình thường đâu nha. Còn tính sử dụng khẩu súng cưỡng của hành tinh bắn tụi mình nữa chứ. Tụi mình hơi bị rò đó bạn Omonga ơi. Bạn Omonga ơi, bạn bị kẹt rồi đúng không? Bạn Omonga nè, bạn Omonga nè. Bắn không cho bạn ngoài dạy luôn, bắn không cho bạn ngoài dạy luôn. Đúng là mọi người ơi, mọi người nói sang một bên đi, mọi người cứ để mình. Omonga cứ để mình. Gì mà ghê như vậy các bạn nhìn kìa. Từ nãy cho đến bây giờ mình bắt Omonga chắc tầm khoảng là 18 đến 19 phát rồi các bạn. Mà quái vật bình thường á như Godzilla nè các bạn, hay là King Kong nè, chịu dữ lắm cho một chục phát thôi các bạn ơi. Omonga nè, ở trong bedroom hơi bị ghê đó các bạn. Omonga nè, Omonga nè, sử dụng khẩu súng ngoài hành tinh hả? Bắn nổ xe của mình luôn các bạn ơi. Omonga nè, đai chưa? Omonga nè, đai chưa? À ha, Omonga cuối cùng cũng đã đi bắn muối rồi các bạn. Tưởng đâu hay lắm chứ, bắn nổ xe của mình rồi bây giờ mình chỉ đi bắn muối luôn, còn zombie nữa. Mon men là gần chi? Mình ném quả bom xăng nè, ném quả bom xăng nè. Vậy là hồi nãy mình đặt chỉ có 4 bom cái đó từ xa thôi các bạn. Cho nên là Omonga với lại Smiler á vẫn còn sống bình thường nha. Bây giờ để chắc hơn thì mình sẽ đặt những quả bom kích nổ từ xa. Rồi, mình đặt 20 mấy quả luôn các bạn. Ui, chỗ đó nó đang cháy đó các bạn. Cho nên là mình ném những quả bom kích nổ từ xa vào á thì nó sẽ tự động nó nổ luôn nha, không cần mình kích nổ các bạn. Wow, các bạn nhìn nè, khẩu súng của hành tinh đã rất là hoài rồi các bạn ơi. Đó, những người anh em ơi, có ai lụm không? Lụm đi mọi người. Khẩu súng ngoài hành tinh hơi bị mạnh đó nha. Còn đây chính là Omonga đã đi bắn muối rồi nha các bạn. Ủa gì vậy? Tại sao mình lại bị cháy? Khó hiểu thật sự luôn các bạn ơi. Nào. Những người đồng đội của mình. Bắn xong mà bóp đi các bạn ơi. Zombie không bắn đâu nha. Bắn ngay mình. Mình bị cháy rồi các bạn. Rồi, và nhiệm vụ giải cứu của mình ngày hôm nay coi như thất bại hết rồi các bạn ơi. Hai lần nhận được tín hiệu, nhưng mà hai lần đó chính là Omonga và Smiler nha các bạn. Dẫn dụ tụi mình đến đây để tấn công tụi mình nha. Omonga này ghê quá các bạn ơi. Những con quái vật trong bedroom là không thể nào khinh thường được đó nha các bạn. Quái vật trong bedroom là bị ghê đó. Mọi người ơi, thui con zombie này đi. Đúng rồi mọi người, thui con zombie này đi. Này thì zombie hả? Con xe này không biết chạy được hay là không đấy ta. Lên xe. À được các bạn ơi, xe này chạy được. Đó mọi người, lên xe như lên đi mọi người ơi. Hiện tại bây giờ thì chiếc xe của mình nó đã bị hư rồi nha các bạn. Cho nên là mình sẽ mượn con xe này, mình chạy về khu quân đội luôn. Rồi mọi người ơi, lấy tay vào đi. Tự dưng giơ ngón tay thói chi vậy? Các bạn coi những người anh em của mình có rảnh không? Có súng đó thì bắn đi, không biết bắn đâu. Còn giơ ngón tay thói nữa chứ, giơ ngón tay thói làm gì? Zombie gì có súng mới trị được thôi nha các bạn. Còn đằng nãy hả, lấy tay giơ ngón tay thói cho zombie, zombie nó nhìn vô nó có hiểu gì đâu. Mà còn giơ ngón tay thói làm chi không biết nữa.
Chán như người anh em của mình ghê luôn á. Zombie nè, dám chặn đường mình hả? Rồi, và mình nghĩ là mình cũng sẽ kết thúc video của mình đây thôi ha. Mình cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình nha. Bây giờ thì mình sẽ cùng với những người anh em của mình đi về khu quân đội nha các bạn. Rồi, tạm biệt các bạn nha. Bye bye.